Dạ, em xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị một xíu về cây Fides nha anh chị nha. Cây này cũng họ nhà môn luôn, Alocasia Fides. Mà cây này là cây Fidesva. Thì cái cây này á, không biết anh chị nào trồng cái cây này mà thấy khó không? Riêng em trồng cây này thấy bữa giờ trồng rất là khó luôn á. Cây này nó là cây va và nó có một cái là nó trên lá của nó va nhiều quá anh chị, nên nó phát triển khá là chậm so với những cái cây xanh khác, hoặc là những cái cây va mà lá nó va ít á, thì nó cũng phát triển nhanh hơn. Cây này nó phát triển rất là chậm luôn á. Cây này em trồng được lúc em lấy về là cách đây gần 1 năm rồi mà nó bị bệnh một lần đó. Rồi hên là cứu được, rồi thay chậu, rồi thay chậu cho nó. Đến bây giờ thì hiện tại cái dưới gốc này nó lần gần đây nhất thay chậu thì em chưa thấy một cái củ nào ở bên dưới cả. Đây, những cái lá như này là còn ít á. Những cái lá này đợt này nó ra, những cái lá này nó mới bắt đầu to nha chị nha. Còn những cái lá mà đợt trước nó va nhiều, nó trắng nhiều á, như một số lá nó trắng hết một nửa luôn. Thì cái này nó không như những cái cây mon này. Mon này trắng thì những cái vệt trắng thì nó khó cháy hơn. Còn cây này rất là dễ cháy luôn, nó trắng là nó cháy liên tục à. Như cái lá này nó còn chuẩn bị cháy rồi nè, chỗ trắng này nè. Thì riêng về cái cây Fides này anh chị trồng nó thì để ý một xíu nha. Nó có những cái vấn đề nó đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà anh chị nào không biết thì rất có thể là sẽ gặp phải những vấn đề đó. Cái vấn đề đầu tiên của nó là về nước. Cây Fides này không ưa nước nhiều nha anh chị nha, nó ưa khô. Anh chị thấy cái lá thiết kế của nó là cũng biết rồi á. Tức nghĩa là mưa ở trên mà tự nhiên của nó, mưa ở trên hoặc nước ở trên mà rớt xuống là nó cho ra ngoài hết, nó không có gom về gốc. Đây là những cái đặc điểm tự nhiên của loại này. Đó là lá nó, nếu mà sau này nó mọc đều hết thì lá nó sẽ che hết đây luôn. Đó, có một số cây xanh của em trồng em biết lá nó che đều hết đây. Tức nghĩa là khi mà tưới ở trên xuống là nó sẽ không vô gốc. Là đặc điểm tự nhiên của nó là cái lá của nó không ưa nước nhiều. Nếu mà nước nhiều thì nó rất là dễ bị thúi. Rất là dễ thúi gốc nha anh chị nha. Cái này loại này đặc biệt là rất là dễ thúi gốc. Cái thứ hai của nó là rễ cám của nó khá là nhiều so với những loại môn khác. Nó rễ cám rất là nhiều luôn, và rễ cám nhiều thì nó sẽ mau đầy chậu. Nên là chị để ý thay chậu cho nó, hoặc là bỏ phân cho nó nhiều một xíu. Nước ít nhưng mà cái lượng phân đáp ứng cho nó phải khá khá thì nó mới đủ để nó phát triển nhanh được, chứ còn không thì cây của nó cứ đụt đụt dần. Gốc của nó thì sẽ lớn, gốc của nó sẽ lớn ra, nhưng mà ở trên thì nó sẽ đau sai dần đi, lá của nó sẽ đau sai dần đi. Nên cây này có hai vấn đề, một là nước ít, ít nước thôi chứ không phải là khô rang đâu nha anh chị nha, ít nước. Cái thứ hai là anh chị để ý phân nhiều cho nó một xíu. Mình trồng một số loại như những cái cây leo này nè, hoặc cây mon này á, thì phân của nó cũng không còn nhiều đâu, rễ của nó ra ăn ăn cũng nhiều đấy, nhưng mà cũng không nhiều bằng cái những họ môn này. Và đặc biệt cây này là em thấy là rễ nhiều nhất trong cái họ môn của nó, họ Alocasia. Cây này nếu mà nó thiếu phân thì lá nó leo lên nó vẫn úp sai đều đều, cùng lắm là nó không úp sai nữa thôi, sai nó cứ ra bằng như vậy là nó phải nói là nó cằn lắm rồi á. Còn không thì rễ của nó sẽ đâm đi khắp nơi luôn, rễ nó có cả rễ gió nữa chị, lớn lên nó có cả rễ gió nữa, nó thòn ra ngoài không khí á, nó không cần ăn vào đâu cả. Và những cái rễ đó nó cũng hút được chất dinh dưỡng nó về nó nuôi cây. Còn riêng cái này thì rễ nó không thể nào ăn tràn ra chậu được hết á, nếu mà chậu ở dưới mà khô là nó không ăn tràn ra chậu được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó rễ nó ra là nó bị khô đầu liền à. Nên cây này mình trồng mình phải để cho phân nhiều một xíu nha anh chị nha. Đó là kinh nghiệm của em chia sẻ về cái cây Fides này. Em thấy một số anh chị hay lấy cây của em á, cũng hay nói cây này trồng khó, thì em cũng có chia sẻ những cái bí quyết của cái loại này. Thì anh chị tưới ít nước một xíu là cây nó sẽ ok lại, tưới nhiều nước quá nó rất là dễ thúi. Nắng thì cây này nắng 100% được, nắng yếu cũng được, mà nắng nắng nói chung nắng thì cây này cũng không quan trọng lắm, trồng thế nào cũng được cả, chủ yếu là cái vấn đề phân cho và nước của nó thôi. Dạ rồi, em xin chào anh chị, hẹn gặp lại chị trong những clip sau ạ.